Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em test hai con MA1300 cho một bác ở Đồng Nai và một bác ở Thủ Đức anh em nhé. Thì với hai con MA1300 này thì là một trong những cái dòng cục đẩy công suất rất là lớn của bên em. Nó có thể chơi được full đôi hoặc là súp kép quay 100 anh em nhé. Súp kép quay 100 hoặc là full đôi thì bác khách này một bác dùng gia đình, một bác là chơi ngoài trời thì một bác thì đánh với 4 đôi bát 30, không biết là gia đình bác chơi nhiều loa như vậy. Đấy, và một bác thì đánh một cặp full đôi và một cặp súp kép. Lưu ý với anh em là MA1300 thì chỉ đánh súp kép quay 100 thôi anh em nhé, không đánh được súp kép quay to hơn vì nó chỉ có 1.300W. Và khuyến cáo anh em là anh em có điều kiện thì nên chơi full. Vì tại sao? Con này sò NG và không giới thiệu lan man nữa. Thì anh em có thể xem chi tiết của sản phẩm tại website thangcaoaudio.com anh em nhé. Đấy, thì bên trong website của bên em thì đầy đủ các hình ảnh và chi tiết của con cục đẩy này và giá luôn cập nhật giá thường xuyên anh em nhé. Và những cập nhật những giá mới nhất, đấy, những sản phẩm mới nhất thì anh em có thể truy cập được vào website của bên em. Thì với con này thì công suất của nó thì 1.300W ở chế độ 8 ôm anh em nhé. Ở chế độ 4 ôm thì nó rơi vào tầm khoảng độ 2.400-2.500W. Đấy, anh em có thể xem cái nội thất của nó. Đấy, bên em có tất cả các nội thất nhá. Thì hôm nay tiện trước khi gửi thì em test thử thôi, chứ không bóc te à bóc cũng không bỏ ốc ra để cho anh em xem nội thất nữa, vì nội thất con này quá nhiều rồi. Đấy, thì hai con này thì như em nói rồi, công suất rất lớn anh em nhá. Em sẽ mở nguồn cho anh em cùng xem. Nói chung là hàng công suất lớn, nó rất là khỏe anh em nhá. Đó, nó rất là khỏe và nói chung là cực kỳ là to và chắc chắn luôn anh em nhé. Từ những cái dây nguồn anh em nhé, từ những cái dây nguồn này. Đấy. Đó, có thể lấy cho anh một cặp Canon cái. Cặp Canon để linh tín hiệu. Đấy. Đây là mặt sau của nó anh em nhé. Đấy, đây là mặt sau thì em có thể là linh tín hiệu và em cắm với bốn đường loa ra anh em nhé, bốn đường loa ra. Đấy, bốn đường loa ra cho anh em cùng cùng xem đây. Con này thì công suất khá là lớn, đơn ra là đấy. Rồi. Đầu tiên là em sẽ cắm bốn cái rắc loa. Anh em sẽ link từ kênh A này lên kênh B anh em nhé. Đấy, link kênh A lên kênh B. Đấy, tín hiệu từ kênh C em sẽ link sang kênh D anh em nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Cắm vào A và cắm vào C thì em sẽ link từ kênh A lên kênh B. Đấy, và từ kênh C lên kênh D. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ được với bốn đầu ra loa anh em nhé. Bốn đầu ra loa. Và sẽ thử luôn này. Ok. Đấy, một này. Ok chưa? Hai này, ba. Ok, bốn này. Đó, ok. Đấy, một này. Hai này, ba này, đấy, bốn này, cả bốn này, đấy, hơi nhích thôi anh em nhá, đó, đánh với bốn loa anh em nhá, con này thì anh em có thể đánh với tám loa luôn anh em nhá, có thể đánh với tám loa, tức là mỗi một kênh này có thể đánh được một cặp loa, nhưng mà ở đây thì em không đủ loa, em cứ đánh một kênh đánh một quả thôi. Đấy, có thể đây là bát 40, một kênh có thể đánh được một cặp anh em nhé, một cặp bát 40 coi 100 luôn. Đó. Đó. Đấy, anh em có thể thấy. Đó, ok cho anh em, rất là ok đúng không ạ? Tắt đi em sẽ test con thứ hai anh em nhé. Đấy, test này thì anh em cứ yên tâm là rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ em sẽ gỡ từng cái ra. Em sẽ cắm lại cho anh em cùng cùng xem nhé. Đấy, gỡ tất cả ra. Đây là chúng ta chỉ sử dụng hai đường tín hiệu vào anh em nhé, hai đường tín hiệu vào thôi. Thì chúng ta sẽ cắm vào A và C. Đấy, A và C đây. Ok chưa? A và C. Đấy, ok chưa? Rất đơn giản đúng không ạ? Từ A thì cổng linh của A thì chúng ta sẽ cắm lên kênh B. Ok chưa? Còn cổng
kênh link của kênh C thì em sẽ cắm lên kênh D. Ok, rất là đơn giản nữa. Đấy. Rồi bao giờ cắm các giắc loa. Đấy. Cực kỳ là đơn giản, nữa không có gì. Cục đẩy này đều là những cục đẩy công suất rất là lớn. Rất là khỏe anh em nhé. Chơi những cục này thì tiếng nó rất là căng. Không cần phải thiết bị xử lý. Không cần thiết bị xử lý nó cũng đã căng tiếng rồi anh em nhé. Đấy. Anh em. Đó. Không cần xử lý nó cũng đã căng tiếng luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Một loa này, hai loa. Ok, ba. Bốn loa. Ok. Cần thiết bị xử lý anh em nhé, chỉ cần cắm tín hiệu trực tiếp từ máy tính kia đi vào đẩy thôi mà tiếng đã căng như thế rồi. Nên tại sao anh em phải hiểu là kể cả công suất 1300W nhưng em đánh với một chiếc loa bát 30 không thể cháy được anh em nhé. Nên anh em phải hiểu là như vậy, chúng ta điều khiển trên tất cả các nút volume này. Đấy, có đẩy có khỏe thì đánh ra loa nó mới căng anh em nhé. Đấy. Đó. Đấy, nó đang có quảng cáo. Đấy. Tất cả các kênh. Đấy, ok chưa? Ok. Đấy, em thấy thấy chưa? Đấy. Cực kỳ lực luôn anh em nhá. Cực kỳ lực luôn, càng công suất lớn thì tiếng đánh ra càng lực anh em nhá. Còn đầu cái vấn đề cháy loa hay không là do anh em điều chỉnh cái phần tín hiệu và phần công suất anh em nhé. Anh em để vừa phải thì không bao giờ bị làm sao cả. Và tiếng nó rất là lực anh em nhé. Rất là lực và chắc. Đấy. Cứ cục đẩy công suất khỏe chơi. Cực kỳ lực và khỏe. Đấy. Thì hôm nay test cho hai bác. Thì cảm ơn tất cả hai bác đều đã tin tưởng mua hàng. Và mỗi bác đã cọc trước cho bên em là 500.000 rồi anh em nhé. Hôm nay có vài cái thiết bị nữa, em cũng đã chuẩn bị test đây cho tất cả anh em. Đấy, rảnh thì em sẽ lên video test cho anh em yên tâm anh em nhé. Đấy. Rồi ok, hẹn gặp anh em ở những video clip tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em. Rồi chào tất cả anh em. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube. Gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.